hình cưới đã chụp, thiệp cưới đã in, cả hai sắp thành người một nhà thì chú rể phát hiện ra cô dâu đã có chồng con. Thậm chí chồng cô nàng còn tìm đến tận nhà để đòi vợ. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên DH, sinh sống ở Lạng Sơn đã đăng ảnh cưới của mình lên mạng xã hội và thông báo. Hủy hôn khiến nhiều bạn bè, họ hàng bất ngờ. Không lâu sau đó, câu chuyện về lý do chàng trai này hủy hôn cũng được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội. Không phải là một cuộc hủy hôn thông thường do xích mích hay chuyện tình cảm, mâu thuẫn việc cổ bàn. Chàng trai này hủy hôn vì phát hiện vợ chưa cưới đã có chồng và hai con nhỏ. Bà chia sẻ hủy hôn của DH vào ngày 28 trên 2 tấm thiệp cưới dự định sẽ gửi tới từng vị khách, nhưng cuối cùng lại bỏ xó. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, chú rể và cô dâu đã cùng nhau chụp ảnh cưới, gửi thiệp mời đến gia đình, bạn bè, người thân. Tuy nhiên đến sát ngày cưới, mọi chuyện mới vỡ lở và anh đành đăng bài hủy hôn trên Facebook. Được BETSM nhà của cặp đôi này chỉ cách nhau khoảng 20 km, nhưng khi ảnh cưới được chú rể đăng lên Facebook cá nhân, sự việc mới bị phát giác ra. Suýt nữa chàng trai này rơi vào kiếp vợ chung, thậm chí còn có thông tin cho biết chồng của cô gái này đã đến tận nhà của nam thanh niên để đón vợ về cho con bú. Theo lời giải thích của cô dâu, cô và chồng ly thân đã lâu, nhà trai cũng biết việc này. Chỉ là không biết hai người chưa ly hôn mà thôi. Trong status được cho là của cô dâu, cô nàng trách móc, chỉ là tờ giấy ly dị thôi mà anh hủy luôn đám cưới như vậy. Tâm sự về vụ việc, anh DH cho biết cả hai quen nhau trên mạng xã hội qua Facebook từ 2019. Sau đó chị H chủ động lên nhà anh DH ở hẳn và sống như vợ chồng. Trong thời gian bên nhau, anh DH nhiều lần hỏi người yêu về cuộc sống cá nhân nhưng không nhận được câu trả lời. Chỉ đến khi ảnh cưới được đăng lên, chồng chị H tìm đến tận nơi mới vỡ lẽ. Gia đình chị H cũng giấu gia đình anh DH nên suốt thời gian quen nhau anh không mảy may nghi ngờ. Video liên quan trước khi toang, đám cưới, anh còn đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của mình lên mạng xã hội và cho biết mình đang cảm thấy tuyệt vời. Câu chuyện của anh DH đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận chia buồn dưới bài đăng của anh trên trang cá nhân, an ủi và chúc anh chàng sẽ sớm tìm được một người vợ tốt trong tương lai. Nhiều người cũng lên án hành động chưa ly dị đã vội muốn cưới người khác của chị H và khuyên chị nên giải quyết vấn đề hôn nhân của mình trước khi muốn tiến tới với ai khác. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ad, Oi.